Sáng ngày 18 tháng 11 năm 2022, Phòng Cảnh sát Giao thông Đường bộ Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết, tối ngày 17 tháng 11 năm 2022, lực lượng Cảnh sát Giao thông Đường bộ phối hợp với Cảnh sát Kinh tế tỉnh, Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bạc Liêu tuần tra kiểm soát đã phát hiện bắt quả tang 2 xe tải, 1 xe khách chở trên 300 kg tôm có chứa tạp chất trên đường đi tiêu thụ. Cụ thể, khoảng 19 giờ ngày 17 tháng 11 năm 2022, trên tuyến quốc lộ 1, đoạn thuộc ấp Khúc Chéo A, xã Tân Phong, thị xã Gia Rai, lực lượng liên ngành tiến hành dừng kiểm tra phát hiện xe ô tô tải mang biển số 94C01778 do ông Đoàn Trường Giang điều khiển đang chở 4 thùng đựng tôm sú nguyên liệu nghi chứa tạp chất, nên lực lượng điều phương tiện về trụ sở Phòng Cảnh sát Kinh tế để kiểm tra làm rõ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hơn 127 kg tôm sú chứa tạp chất CMC nên bị lập biên bản tạm giữ tang vật có liên quan. Cùng thời gian này, trên tuyến quản lộ Phụng Hiệp, đoạn thuộc ấp 4 xã Phong Thạch Tây, thị xã Gia Rai, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện xe tải mang biển số 94C05632 do tài xế Nguyễn Xanh Em ở huyện Phước Long điều khiển, chở theo 7 thùng xốp chứa khoảng 137 kg tôm có tạp chất agar. Tối cùng ngày, trên tuyến 23 tháng 8, đoạn thuộc phường 7 thành phố Bạc Liêu, lực lượng liên ngành cũng phát hiện một xe khách do tài xế Nguyễn Văn Bền ở tỉnh Cà Mau điều khiển, chạy theo hướng từ tỉnh Cà Mau đi tỉnh Đồng Nai. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe có 4 thùng xốp chứa trên 72 kg tôm có tạp chất agar CMC. Hiện lực lượng liên ngành tỉnh Bạc Liêu đã lập biên bản tạm giữ tang vật có liên quan, đồng thời tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.